mỗi ngày một bài học cảm ơn. Câu chuyện không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Peter hiện là chủ của một công ty. Trước kia anh chỉ là một nhân viên marketing bình thường. Nguyên nhân khiến anh phẫn nộ với công việc mình đang làm là một câu nói mà anh đọc được trong quyển sách. Mỗi người đều có sức mạnh vượt khỏi sự tưởng tượng của mình hơn 10 lần. Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Câu nói này đã kích động anh, làm anh phải suy nghĩ lại phương pháp và thái độ làm việc của mình. Nhìn nhận ra bản thân mình đã bỏ qua nhiều cơ hội có thể đạt được thỏa thuận với khách hàng. Do đó, anh lên kế hoạch làm việc nghiêm khắc cho bản thân. Mỗi ngày đều theo kế hoạch đó tiến hành. Sau 3 tháng nhìn lại tiến triển công việc, anh thấy rõ rằng doanh số của mình tăng gấp đôi trước đây. Khoảng vài năm sau, anh mở công ty riêng, và sự kiểm chứng cho câu nói đó chính là sự thành công của anh. Thành công của một người phải chăng quyết định bởi anh ta có nỗ lực hết mình để làm tốt nhất bất kỳ công việc nào? Một người thành công khi làm công việc gì đều không coi nhẹ, khinh suất. Bằng lòng với hiện tại, anh ta sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao nhất trong công việc để yêu cầu bản thân. Có thể làm đến tốt nhất thì nhất định phải làm đến tốt nhất. Người tôn trọng nghề nghiệp không bao giờ nói "Tôi đã làm đủ rồi." Trong mắt ông chủ, những nhân viên như thế mới là những nhân viên có giá trị nhất. Mỗi người luôn tiềm ẩn một tiềm năng vô hạn. Nếu như bạn có thể định ra một tiêu chuẩn cao cho mình, khích lệ bản thân không ngừng phấn đấu vượt lên chính mình, thì có thể từ bình thường hướng đến xuất sắc. Lời tổng kết từ câu chuyện: theo đuổi tiêu chuẩn tốt nhất. Điều đó thể hiện lòng yêu nghề của một người không tầm thường.